mình, à, mình tiến hành mình xử lý bông luôn nè bà con, nó là ngon lành cành đào luôn nè. Đó, cây 14 tháng phát triển quá phát triển bà con ơi. Xin quan trọng mời tất cả quý con trở lại kênh YouTube cùng Noga Vườn quý con ha. À, sáng ngày hôm nay đi làm bông mít ruột đỏ nữa bà con ơi. Đó, quý con thấy nè, canh chủ vườn anh thiết kế clip ok nè bà con. Đó, mương anh múc rất là ngay đường thẳng lối luôn à, mương nhỏ nhỏ nè. Đó, nhưng mà clip này anh trồng mít ruột đỏ nè, sơ vàng Indo lá bầu nè. Đó, cây này nhiêu năm rồi anh, mấy tháng rồi anh? Cây này 14 tháng nè. Đó thì những mấy cái diện tích mà vừa rồi thì kia có đã trồng cho bà con ha, chia sẻ cái kỹ thuật cho bà con á. Đó thì thấy bà con thấy ha, cái sự sinh trưởng và phát triển nè, cây 14 tháng nè, bây giờ người ta quay là làm trái luôn được bà con. Đó thì kia nó là 15 tới 18 tháng. Đó, nhưng mà cơ bản thì gốc nó to là mình làm được rồi. Gốc này khoảng bự hơn ống nhựa 60 rồi, 70 rồi. Đó mình quay lên mình làm trái là ok rồi. Đó. Đó thì ở nhiều video vừa rồi thì kia đã chia sẻ cho bà con ha, khi mà mình muốn xử lý một cái cây trồng nào mình xử lý là làm hoa làm trái á, thứ nhất là quý bà con hãy xem về cái gì, về cái bộ lá nè. Đó, cái bộ lá này nó vừa chuyển đồng chuyển lụa nè, đó là ok nè. Thời điểm này là mình tiến hành mình xử lý bông luôn nè bà con, nó là ngon lành cành đào luôn nè. Đó, cây 14 tháng phát triển quá phát triển bà con ơi. Đó, thì cái phong trào mà trồng mít ruột đỏ thì ở nhiều cái diện tích mà đi trước đi đầu nè, quý con thấy nè, giờ quay làm bông nè, thấy ok ngon lành này nè. Đó, năm nay thì giá cả thì quý con cũng biết ở thị trường ha, giá chung cũng ok bà con, giá bốn mấy 50 ngàn một ký. Đó, mà mít ruột đỏ so với cái mít Thái bà con ha, như cái cây mà 15 tháng như này nè. À, quý con có thể để hai trái ba trái ha, còn mít Thái quý con để một trái một à. Đó, cho nên mít ruột đỏ thì về cái nhất là về cái giá trị năng suất ha, nó sẽ tăng tăng gấp đôi gấp ba luôn so với cái mít Thái. Đó, cho nên quý con quan tâm thì hãy gọi điện thoại trực tiếp cho Kia. Đó, thì Kia tôi cũng tư vấn chia sẻ cho bà con ha, để cho bà con áp dụng vào cái vườn của mình, để cho có cái kết quả được nâng cao ha quý bà con. Đó, quá ok luôn. Nó thành vườn nè, anh để cỏ nè. Ôi để như cái sân banh luôn bà con ơi. Đó, một màu xanh mơn mởn khá là đẹp luôn nè. Đó, thì cái để cỏ này nè, thì video nào kia cũng đã chia sẻ ha, nó tác dụng rất là có tác dụng luôn quý con. Nhất là nó giữ được ẩm nè, độ ẩm trong đất nè. Thứ hai là nó chống được cái xói mòn nè. Đó, khi mà mưa lớn á ha, khi mà đất ta không có cỏ, đó thì bắt đầu là gì? Đó, là cái sự mà xói mòn của đất nó rất là dữ. Đó, để có cỏ này ok luôn nè. Đó, thôi giờ mình quay là cái chủ đề làm bông đi. Đó, đó thì cây này thì bắt đầu là gì, bắt đầu là quý con quay lại cái quy trình ta làm bông, chúng ta sẽ thu hoạch sau Tết rồi. Đó, sau Tết tháng giêng tháng hai bà con. Đó, quý con nhìn bộ lá nè, đó bộ lá nó chuyển đồng chuyển lụa nè, ok nè, đó là vừa bon luôn rồi nè. Đó, thì các cái bước mà chúng ta xử lý làm bông đó bà con. Đó, thì kia mỗi video thì cũng đã chia sẻ cho bà con ha. À, chúng ta nhìn nhận cái lá như thế nào ha. Rồi chúng ta tạo mầm lá đó. Rồi chúng ta phun tạo mầm bông. Đó thì bà con nào chưa xem những video đó thì bà con tìm kiếm lại video đó xem ha. Đó, còn video này thì ngày hôm nay thì kia đi vào cái vườn mít ruột đỏ sơ vàng của ông anh. Đó, thì cũng chia sẻ kỹ thuật cho anh cái thời điểm này. Đó, là mình sẽ tiến hành làm bông. Đó, cây 14 tháng. Đó, 14 tháng mà gốc quá trời ok bà con. Chúng ta sẽ thu hoạch vào cái tháng giêng tháng 2 của năm sau. Đó, quá tuyệt vời luôn. Đó, mấy cây trên bờ đê kìa. Ồ bà con thấy kìa. Ồ mấy cây như cây cổ thụ luôn à. Cây quá thì dữ rồi bà con ơi. Đó, bành không trên đó là thứ nhất là mình trồng, nhất là về cái đất nó cao nè, thứ hai nữa có mưa đó bà con. Đó, được phèn, nó rõ được phèn ha. Đó, cây nó quá trời mau lớn luôn rồi.
Đó, quá tuyệt vời bà con ơi. Đó thì quý con nào quan tâm ha, chúng ta xử lý làm bông mùa nghịch trên cái tất cả loại cây trồng, trong đó có cây mít mà gù đỏ sơ hòa đô lá bầu, thì quý con hãy gọi điện thoại trực tiếp cho Kia, thì Kia cũng sẵn sàng chia sẻ, cũng đi đến tận vườn như thế này, cũng như là buổi sáng ngày hôm nay là Kia sẽ vô tới cái vườn luôn nè, đó để quay phim chia sẻ cái video cho bà con ha, để cho bà con áp dụng để cho cái vườn của bà con để cho nó đạt. Đó thì một lần nữa thì Kia cảm ơn tất cả quý bà con theo dõi video này của Kia. Đó thì Kia cũng xin hẹn quý bà con lại một video tiếp theo vào 18:30 hàng ngày ha quý bà con nha.